Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tăng mạnh lên gần ngưỡng 2.400 đô la Mỹ một ounce sau khi chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 của Mỹ củng cố khả năng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ở trong nước, giá vàng miếng đang cố gắng trụ ở mốc cao 90 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng nhẫn bô số 9 duy trì đà tăng khá mạnh vượt xa mốc 77 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 16.600.000 đồng một lượng so với giá vàng miếng và 3.700.000 đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bô số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 87 triệu 200 cho đến 88 triệu 300 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức từ 89 triệu 500 cho đến 90 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bô số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 75 triệu 880 nghìn đồng một lượng và 77 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 87 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 90 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 87 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 90 triệu đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 2 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 87 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 89 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá thấp hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 87 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 89 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 2 triệu cho đến 2 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá ở chiều mua 87 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 90 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 87 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 90 triệu đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 2 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phú quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 87 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 89 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 87 triệu 550 nghìn đồng một lượng, chiều bán 89 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 88 triệu 300 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 89 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 87 triệu 200 nghìn đồng một lượng, chiều bán 89 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bô số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 29 triệu 449 nghìn đồng một lượng đến 75 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 31 triệu 949 nghìn đồng một lượng đến 77 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, giá vàng thế giới pham pham tiến lên sát mốc
2.400 đô la Mỹ một ounce trong phiên ngày hôm thứ Năm, nhờ được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ sau báo cáo lạm phát mới nhất. Dữ liệu công bố mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ trong tháng 4 tăng ít hơn so với dự kiến, làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Báo cáo từ Bộ Lao động của Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,3% trong tháng 4 so với tháng trước. Mức tăng này thấp hơn mức dự báo tăng 0,4% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 3,4% phù hợp với dự báo. Ngoài ra, CPI lõi, thước đo không bao gồm giá của hai nhóm hàng hóa dễ biến động là thực phẩm và năng lượng, phù hợp với dự báo cả trên cơ sở tháng và cơ sở năm. Lạm phát hạ nhiệt sẽ giúp cho Fed có thể sẽ sớm đưa ra quyết định hạ lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế của Mỹ đang có thêm những dấu hiệu chậm lại. Lạm phát hạ nhiệt cũng sẽ xoa dịu tâm lý của các nhà đầu tư lẫn người tiêu dùng Mỹ. Dữ liệu này làm gia tăng đặt cược rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 51,7% Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Khả năng này đã tăng từ mức 49% vào phiên ngày hôm thứ Ba. Vàng là tài sản không mang lãi suất, nên sự dịch chuyển kỳ vọng này mang lại lợi ích cho vàng. Chiến lược gia ông Philip Chable của công ty Blue Line Futury nhận định, dữ liệu giá tiêu dùng CPI có thể là một chỉ báo sớm rằng lạm phát sẽ giảm theo thời gian và Fed sẽ có đợt giảm lãi suất đầu tiên. Đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ cùng giảm sau khi dữ liệu CPI được công bố, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã giảm 0,4% xuống mức thấp nhất hơn một tháng. Hôm qua, chỉ số này tiếp tục giảm, có thời điểm chỉ còn gần 104,2 điểm, từ mức hơn 105 điểm vào phiên ngày hôm thứ Ba. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ và 2 năm đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 10 điểm cơ bản, còn 4,344%, mức thấp nhất hơn một tháng. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm 9 điểm cơ bản, còn 4,726%. Nhà phân tích ông Jim Wyckoff của trang Crypto-Metal nhận định, về mặt kỹ thuật, các nhà đầu cơ giá vàng lên đang có lợi thế trong ngắn hạn. Khả năng bứt phá sẽ gia tăng nếu giá vàng đóng cửa ở trên ngưỡng 2.400 đô la Mỹ. Vàng tăng giá còn do căng thẳng tại Ukraine và Trung Đông vẫn chưa có tín hiệu hạ nhiệt. Nga đang công phá trên nhiều mặt trận tại Ukraine và xuất hiện các cuộc giao tranh khốc liệt. Trong khi đó, tại Trung Đông, Iran gần đây cho biết sẽ tạo bom hạt nhân nếu như bị Israel đe dọa. Với những tín hiệu từ giá cả hàng hóa của Mỹ hạ nhiệt, nhiều khả năng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục trùng xuống và có thể yếu đi khi thời gian cuộc họp tháng 9 đang gần đến. Đây là yếu tố kích thích cho giá vàng tăng lên. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ 6, ngày 17 tháng 5 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.